Xin chào các bạn nha. Cái video hôm nay thì tôi sẽ thực hành trên cái dòng máy chiếu Epson EVL1002U này. Về chủ đề video hôm nay là chúng ta sẽ sử dụng một cái máy chiếu mà chúng ta chiếu là hai cái hình ảnh khác nhau. Như các bạn đã biết thì thông thường một cái máy chiếu chúng ta chỉ chiếu được một hình ảnh một thời điểm thôi. Tuy nhiên trên một số dòng máy chiếu của Epson thì nó có cái khả năng đặc biệt, đó là nó sẽ chiếu được hai cái màn hình hai bên với nội dung khác nhau, với chỉ duy nhất một cái máy chiếu thôi. Chúng ta sẽ cùng thực hành nha. Các bạn lưu ý là hai cái sụp khác nhau thì nó sẽ đi hai cái đường tín hiệu khác nhau. Ở đây tôi sẽ thực hành trên một cái đầu vào computer và đầu vào còn lại là HDMI. Chúng ta sẽ cùng nhau thao tác và thực hiện nha các bạn. Đầu tiên là trên cái máy chiếu, các bạn bấm cái phím menu nha. Các bạn kéo đến cái phần setting này, bấm OK và kéo xuống phần là split screen này, cái bài bên phải đó. Các bạn bấm OK, nó sẽ hiển thị ra các tùy chọn để chúng ta thao tác nha các bạn. Ở đây nó sẽ chia ra hai cái màn hình hai bên nha các bạn. Đây, bên trái tôi là một cái màn hình kết nối từ iPad. Tôi sẽ mở cái nội dung này cho nó chạy này và đang kết nối vào cái cổng VGA đó. Còn bên phải của tôi là kết nối với cái camera đây, từ một cái máy chiếu nha các bạn. Đó, hình ảnh từ một cái máy chiếu ra hai khung hình khác nhau nha các bạn. Epson L1002U là cái dòng máy chiếu laser độ phân giải 4K. Rồi ok, chúng ta sẽ bấm menu ở trên cái remote để chúng ta lựa chọn một số cái thao tác ở trên cái tính năng này. Có các cái tùy chọn như sau. Đầu tiên đó là screen size. Screen size là kích thước hai màn hình. Chúng ta sẽ bấm OK thì ở đây nó sẽ có ba lựa chọn, đó là equal. Equal là hai màn hình hai bên bằng nhau này. Là the left là bên trái lớn hơn và là the right là bên phải lớn hơn. Đó, các bạn muốn màn hình bên nào lớn hơn thì các bạn sẽ lựa chọn các cái lựa bên dưới. Còn mặc định của nó sẽ là hai màn hình hai bên bằng nhau. Rồi các lựa chọn về sụp á, thì các bạn cũng lưu ý luôn, ở đây nó sẽ ghi rất là rõ ràng luôn là bên trái thì các bạn muốn lấy cổng nào và bên phải các bạn lấy cổng nào. Thì sau khi các bạn chọn cổng ở đây á, đây ví dụ các bạn chọn bên trái bên phải, thì các bạn sau khi các bạn chọn xong thì các bạn phải kéo đến cái mục là scale này để các bạn thực hiện nha. Đó, scale này là cái mục chữ này. Các bạn kéo đó là các bạn xác nhận thì nó mới cho phép các bạn chuyển sụp nha các bạn. Có nghĩa là bên trái này, các bạn muốn vào bằng cổng nào, màn hình bên trái vào cổng nào thì các bạn chọn cổng đó. Cái biểu tượng cổng là nằm bên góc phải này các bạn. Đây, biểu tượng cổng nằm bên góc bên phải. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái lựa chọn tiếp theo là swap screen. Swap có nghĩa là hoán đổi, trao đổi á. Thì trong trường hợp các bạn muốn chuyển đổi hai cái màn hình ngược lại cho nhau thì các bạn sẽ bấm vào đây, sau đó bấm OK thì nó sẽ tự chuyển đổi. Thì trong thời gian, trong khi nó chuyển đổi thì nó mất khoảng từ 1 đến 2 giây nha các bạn. Bây giờ hiện tại là cái màn hình iPad của tôi nó đã dịch chuyển sang bên phải và cái màn hình camera đã chuyển sang bên trái. Và chúng ta đi đến lựa chọn cuối cùng, audio sụp. Audio sụp đó là cái tính năng mà nó sẽ cho phép các bạn lấy cái tín hiệu âm thanh vào từ cái tín hiệu ở bên trái bên phải nha các bạn. Thì thường thường tính năng này chúng ta ít khi sử dụng nha. Như vậy về hôm nay tôi đã chia sẻ với các bạn cách để chúng ta sử dụng hai cái màn hình trên một cái máy chiếu Epson, cái dòng máy Epson là L1002U nha các bạn. Nếu các bạn có những cái thắc mắc gì cần hỗ trợ về dòng máy chiếu này, hãy để lại cái comment bên dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại.